Lấy cái cung trước đi, nãy giờ thiếu cung quá. Chơi game nào thiếu cung. Châu lúc trước thích băng tộc phết đấy, lúc lúc trước tỷ lệ choáng của băng tộc nó rất là cao, 30, 45, 60 hình như là vậy. À, 25, 25, 40, 65 hoặc là 25, 45, 65. Bây giờ anh nét rồi, anh nét thấy mẹ luôn nên bây giờ chán lắm. Bạn phải hiểu qua từng đợt cập nhật, nó sẽ cập nhật cho bạn những cái độ hình nào nó phải cân bằng lại. Con nào mạnh quá nó sẽ làm cho nó yếu lại, con nào yếu quá nó sẽ búp lên. Chẳng hạn như con Bobby đi, hồi trước con Bobby nó chỉ có bao nhiêu máu, 750 máu, ulti của nó rất là yếu. Bây giờ con Bobby, bạn nhìn lại con Bobby coi, Bobby đam to vãi lìn, đam thì to, máu thì trâu. Máu bây giờ máu Bobby 800 hay sao 800 850 gì đó nếu mình nhớ không nhầm. Đam của nó to hơn nhiều rồi, không còn như trước nữa đâu. Đúng rồi. Trời ơi, ông Mappy server test băng tộc. Băng tộc cũng xạ thủ trời, với lại cái cung thủ trời ơi, nó bắn nó không tỉnh được luôn ấy. Bắn cho không biết tỉnh là gì luôn. Ui, ba con chó. Nhà có ba con chó. Nhà không có gì ngoài súc vật. Bây giờ các bạn này, bất cứ cái game gì, các bạn đừng có nói hỏi mình một cái câu là đội hình này mạnh không anh ơi, đội hình kia mạnh không anh ơi, đừng hỏi câu đấy. Tại vì ở bất cứ một cái game nào, nó không bao giờ cho một đội hình nào mạnh quá và cũng không bao giờ cho một đội hình nào yếu quá. Các bạn nên nhớ một điều, nó là như vậy, không bao giờ có chuyện đấy. Mình qua đi. Thắng được. Trời ơi, má đất sai đánh của 9 đam vậy. Bỏ tay. Đúng rồi, là bỏ tay luôn. Bỏ tay .com.vn. Trời ơi. À, Ari 2 à, được. Từ từ nè. Mua con găng lanh. Bán này giờ đồ Ari thử một lần coi xem nó có báo không.
Ari nó gánh đầu game ghê nhỉ. Đó là bả đó chứ. Thằng phết. Bắn qua quýt để mua Ari cha. Xin lỗi nha, hồi nãy mình gọi đồ ăn không có đồ ăn đấy, mình đói quá, mình xin phép nhai ít bim bim. Móc cái liền 200 móc. Tao ghét, tao chưa muốn ghét rồi. Tôi thấy thằng liền này nó chơi assassin, tôi ghét luôn. Sao mà móc được anh? Cái này là cái gì ta? Swing. Ari đầu game gánh ghê nhỉ. Đầu game không nhận mặn luôn á. Hồi nãy mình không bán là mình được này đó. À, thiếu 3 đồng, xin lỗi gấu nha.
Thôi, không ra cái gì luôn. Không ra một món gì. Cam này. Lại lùn kìa. Thôi bác này chắc không chơi Kennen nữa. Không chơi Kennen nữa đâu. Bỏ đi. Bỏ lùn đi. Bây giờ ta lớn rồi, chắc không còn bé nữa. Em không còn ngây thơ. Thôi mộng mơ, thôi là cà cười đùa. Mày chết nắm rồi. Top 2 à? Trời ơi. Ari đầu game đúng là bét gắn. Bét gắn team đầu game luôn. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm một con Ari 2 nữa. Lulu mua được nè. Ai mua gấu của Lulu luôn nè. Bỏ gấu vô. Mua rồng. Ván này là chơi bài bản nè. Cái bài mà khá là khỏe ấy. Hồi trước đến nỗi mà phải ăn nếp hơi bị nặng. Và con rồng nhưng mà vẫn còn khỏe. Đó là bài bốn con hoang dã, hai con rồng, ba phù thủy. Bây giờ kiếm thêm con Ari 2 nữa, để tiếp khi nào mà ra con rồng 2 là bạn đổi từ con Ari 2 sang con rồng 2. À ông này. Thua rồi. Ôi ôi, con Kata còn đúng chấm máu xoáy nè. Tại vì con Pika ông này khỏe quá. Rồng đi bộ nè. Ván này chơi team súc vật. Chơi team thú vật. Toàn là mình không có nào là người hết, toàn là gấu với chó với rồng không à. Gấu, chó, hồ ly, rồng. Đây giờ mình chơi hóa hình sư nha. Lại móc. Mà thằng này móc không được mình. Ari nhiều khi á, lúc đầu game nó gánh thì ngon. Tầm này nó chướng bậy chướng bạ lắm mà. Đánh con A thì mẹ chướng con B. Liếc con C chướng con D. Đậu xanh. Gấu rồi. Có Senju rồi nè. Senju mà vào mà đưa cho nó cái này là ngon nè. Đây này kẹp Senju vô được. Đồ này mà cho Senju rồi, Senju cho bất tỉnh thì bạn luôn á. Kiếm thêm cái đại bác nữa cho để Senju làm bất tỉnh thì bạn không?
A đủ. A đủ. A đau. Đau quá, đau quá. Bây giờ mình đang yếu lại rồi các bạn ơi. Dòng bay kìa. Dòng bay này. Đây, vậy đi. Hai băng rồi đó. Dòng bay, dòng đi bộ. Mua cái bơi tạm. Từ từ á, nó phải lên 2 mới carry được. Cười đi em khi em thấy niềm vui. Rồi mãi khi em đắng cay thì hãy nhớ đến tôi. Sao tôi úp chết vậy? Hãy từ từ. Vậy cái đi. Game này từ từ á. Đầy máu này. Ai có mỗi cái đầy máu chán thế. Đồ đạc chán đời thế nhỉ. Không ra gậy gũng biết gì hết. Ván này bắt đầu tan dần vì không có đồ rồi đấy. Tan dần toan mòn vì không có đồ rồi các bạn ạ. Chúng ta đang dần toan. Hơi chán. Chưa suy nghĩ được mình theo rồng hay là mình theo gì đây. Đang nuôi thôi. Mà đang suy nghĩ là mình theo rồng hay mình theo súc vật. Chưa ra con na nào. Bờ lì. Đi ra đây. Bằng cái mỏ đó là đúng rồi. Đánh này, đánh này. Băng lan. Băng lan. Băng lan. Băng lan nó ừ. Gấu băng lan. Băng lan. Như nào? Như nào? Băng nữa, gấu 2, băng. Ui, cặp thớt này. Chó gáp rồi này, bỏ này đi.
Bukathus. Rồi, chúng ta có pháp sư ở đây. À đủ. Khó chịu nha. Cắt thớt rồi nè. Rồng xuống cắt thớt nữa là xong. Ui ông này rồng rồi nè. Đi ra đây. Rồng. Đánh nhau với tao ở đây đi. Còn chó cái mỏ của bên kia làm cái gì? Hả? Chó cái mỏ của bên kia làm gì ở đây? Đang đánh nhau với anh mà cứ dỗ cái mỏ ra chỗ khác. Đang đánh nhau với tôi cứ dỗ mỏ ra chỗ khác. Đậu xanh ghét thật. Cái cung này lấy đi chứ để làm gì? Đang lỗi để vậy luôn. À, Bobby bây giờ được búp này thấy không? 800 đam nè. Ui à, cái skill của nó là 300, 400, 500 dam đã được búp lên nữa. Bây giờ mình còn chưa đủ 4 con hoang dã, đúng chán luôn đấy. Lên chết 8, mẹ đi. Chứ có cái gì? Ờ, Na nó trốn đâu hết rồi ta? Na nó cũng trốn đâu hết rồi. Hiệp sĩ thú vị thật. Đẹp gấu đéo hết chết được nữa rồi. Nhà rồng có vẻ cuốn đấy các bạn. Ok. Có thằng đéo đáp đất với tao này. Chuẩn bị có thằng đéo đáp đất nổi này. Chuẩn bị có thằng không đáp đất nổi. Rồng đúng cái gì giờ này?
Ôi chu cha mẹ ơi. Hóa hình nè, ngon không? Đã ghê. Ngon. Ngon vờ lờ. Sao mà cho Ari ra được giờ ta? Dương xe Yuan đi các bạn ạ. Khó quá. Hụt chết tiếp. Cái lẽ bốc ghê vậy, ta dĩ nhiên sẽ ghê bạn. Kéo Blitz. Ôi Blitz 3 kìa. Vãi nồi. Ừ, như sao? Bất tử thành công. Kêu lắm thế thôi, đéo chưa kêu nữa đâu. Kêu nhiều quá rồi đấy. Ủa mình cần cái gì quên mẹ rồi. Lấy kêu luôn lấy cái cung các bạn. PS là cái Sujin nó đâu cần đâu, tôi cần thêm tí đam. Con này nó lên mana nhanh lắm. Kêu hai. Ừ, mày mạnh đấy. Mày mạnh thiệt đấy. Nhưng hòa rồi. Hòa mẻ rồi. Tức nè.
30 nữa, từ từ. Các bạn biết tại sao không? Tí nữa đi. Bỏ cái này vô, bỏ na vô, bỏ này ra là xong. Bực mình này. Đó. Hộ. Bây giờ là hộ cái. Bây giờ là bất tử tới chết luôn á. Bất tử không ngừng nghỉ luôn á. Tính theo này bất tử ghê hơn á. À, giết hộ team tôi cái bạn ơi. Giết hộ team tôi các bạn ơi. Bắn nhiều vô. Bắn đi. Bay máu. Sao mà giết nổi team tôi? Để vài cái chơi coi. Nè. Nè. Ghê, ngon. Hóa hình nè. Đó, đây là hóa hình sư nè. Bỏ blip lấy hóa hình sư nè. Thì Na Châu này. Chó này. Mà ép nữa gấu này. Quay không ta? Cho tôi xin kiếm gấu ba thôi. Gấu ba đi. Gấu, gấu ơi. Ngại ngùng làm gì gấu? Không được con Blitz 2 luôn đây này. Gấu này. Mẹ nhiều khi ẻn mé ghê mà còn chưa ra gấu ấy. Còn ông át à? Chết kêu mày quá chưa chết. Chưa chết. Kêu còn sống ôi kêu đầy máu. Sao nè? Rồi nó chết rồi. Bye bye. Bye bye. À chưa. Vậy là mình còn lên được gấu 3. Gấu. Gấu ba. Trời, chó gác nó hơi ngu các bạn ạ. Ảu, cào, cắn, xấu. À thằng này tun à. Né. Ra đây gấu vả cho. Anh em xem thứ hai đừng quên để lại một like một share nha. Trời gấu ba kỳ lê 2 búp ghê quá. Kỳ lê 2 lỗi vãi liền. Các bạn hai lúa nè.